Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua ngày Chủ nhật rồi. Thì trước hết, Thuần hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và thứ bảy này, Thuần cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật với các bạn. Đương nhiên chúng ta sẽ không có những cái tài liệu liên quan đến thị trường tài chính nói chung Tại vì hôm nay là cuối tuần Nhưng mà về crypto đó thì về phương diện giá cả cũng không có sự thay đổi nhiều khi mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn Chúng ta nhìn vào cả thị trường crypto đó thì các bạn thấy được là chỉ tăng 0.4% so với lại thời điểm này ngày hôm qua Những năm lớn như là BTC, Ethereum thì hầu như không có cái sự thay đổi Nhưng mà chúng ta cũng có một số những thông tin rất là nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết là chúng ta nhận được cái thông tin đến từ công ty BlackRock các bạn Đây là một công ty đầu tư rất là lớn tại Hoa Kỳ thì thông tin chúng ta nhận được là gì? Để thường chia sẻ với các bạn là cái quỹ Global Allocation Fund Đây là một trong những cái quỹ của công ty BlackRock mà thôi Thì họ sẽ phân bổ một phần Chúng ta không biết một phần đó là bao nhiêu Nhưng mà họ đã nạp đơn với lại SEC Là họ chuẩn bị để mà phân bổ một phần tiền trong quỹ này vào Bitcoin nhưng mà không phải là họ đi thu BTC mà họ sẽ dùng Bitcoin Futures Hợp đồng tương lai của Bitcoin được chấp thuận bởi CFTC các bạn Quỹ này đó, hiện bây giờ đang quản lý khoảng chừng là 15 tỷ đô la tổng cộng thì công ty BlackRock đó để các bạn hiểu thêm để mà công ty đâu quản lý rất là nhiều tiền đây là công ty quản lý lớn nhất ở trên thế giới hiện tại họ quản lý tổng cộng là 10 nghìn tỷ đô la các bạn con số rất là kinh khủng đương nhiên đây là một trong công ty mà nhiều bạn cũng đã từng nghe nói đến rồi và đương nhiên gần đây chúng ta cũng nghe công ty BlackRock có rất nhiều động thái trong thị trường crypto này họ hầu như rất là im lặng trong vòng 2 năm qua khi mà giá cả tăng trưởng chỉ mới gần đây trong vòng khoảng chừng là 4 tháng đổ lại thì họ lại rất là quan tâm đến crypto những lúc như thế này là những lúc mà chúng ta cần phải để ý rất là nhiều những nhà đầu tư thông thường họ chán nạn họ rời khỏi rất nhiều những công ty có thể là họ đã không chủ được tại vì họ không có chuẩn bị cho một cái đợt đi xuống như thế này nhưng mà ngược lại đây là những lúc mà chúng ta thấy có những công ty lớn như là Goldman Sachs blackrock họ lại rất có hứng thú với thị trường crypto và tuy nhiên chúng ta nói là họ dùng bitcoin futures không phải là bitcoin thật sự thì nhiều bạn sẽ không có thích tại vì bitcoin futures thì chỉ giao dịch trên hợp đồng mà thôi không có bitcoin thật sự di chuyển nhưng mà ít nhiều gì đây cũng là một cái dẫn chứng cho thấy là các quỹ đầu tư họ vẫn rất là quan tâm đến btc ở thời điểm hiện tại cho nên nếu nói là bây giờ đã không quan tâm đến thì cũng không hẳn đâu các bạn có thể là phần lớn mọi người đã không còn quan tâm đến nữa nhưng mà chúng ta vẫn thấy thị trường một mặt nào đó vẫn đang tiến triển và chúng ta tiếp tục có thêm nhiều công ty rất là quan tâm đến thị trường này. Và đương nhiên có phải là BlackRock đã tin tưởng BTC giống như là thuộc về các bạn hay không thì có thể là không phải Nhưng mà cũng không sao đâu các bạn, tại vì Bitcoin là một cái gì nó rất là đặc biệt Người ta đến với lại BTC vì nhiều lý do, có thể là nhiều người thích BTC tại vì họ nghĩ Bitcoin là một loại tiền tệ điện tử mà không bị quản lý bởi ngân hàng trung ương Có nhiều người họ đến BTC tại vì họ nghĩ đây là một cái loại vàng 2.0 một cái loại tài sản lưu trữ giá trị dài hạn Có nhiều người tìm đến BTC Tại vì họ nghĩ đây là một cái công cụ tài chính Có thể giúp đỡ cho họ đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ cũng có thể hay là đối với một công ty quản lý tài chính họ tìm đến btc tại vì đây là một cái mảng đầu tư mới có nhiều người quan tâm và họ muốn có được lợi ích bằng cách là cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này thì cũng được luôn các bạn dù sao đi nữa điều nói lên được là có nhu cầu liên quan tới bitcoin và crypto và các bạn sẽ thấy được là blackrock không phải là công ty duy nhất trong lĩnh vực đầu tư lớn mà quan tâm đến thị trường crypto này chúng ta sẽ nhìn thấy một công ty khác nữa đó chính là fidelity các bạn có thể biết là đây là công ty quản lý quỹ lương hưu rất là lớn và fidelity đó cách đây vài tháng cũng đã có cái dự định là nạp thêm BTC vào trong cái danh mục đầu tư lương hưu của họ và họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra mắt một cái sàn giao dịch crypto trong năm nay các bạn năm 2023 này ngoài trừ đi các bạn thấy được chúng ta cũng có CEO của Morgan Stanley một công ty đầu tư cũng rất là lớn tại Hoa Kỳ và CEO James Goldman đã từng nói là ông ta có lòng tin là crypto đã xuất hiện và sẽ không tự biến mất crypto sẽ ở lại đây và sẽ là một phần của thị trường tài chính Chúng ta thấy được là những cái ngân hàng trước đây đó thì cũng đã tham gia rồi, bây giờ chúng ta thấy được là có một số những công ty đầu tư lớn cũng đã bắt đầu đi vào thị trường này. Thì tại sao vậy? Cũng như thường vừa chia sẻ có nhiều lý do lắm các bạn. Một trong những lý do mà thường nghĩ đó đó chính là liên quan đến lợi ích nếu như mà chúng ta là Goldman Sachs đi, các bạn nhìn thấy được video đi, các bạn nhìn thấy được JP Morgan Chase, Morgan Stanley, nhiều ngân hàng tham gia vào cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này và họ có lợi nhuận thì các bạn có đứng yên và không làm gì hay là không. Nhất là khi các bạn nhìn thấy những cái sàn như là sàn Binance thu nhập rất là cao thì các bạn có đứng yên và không làm gì hay là không. Tôi nghĩ là họ sẽ không đứng yên đâu các bạn. Và đương nhiên họ nhận được nhiều cái nhu cầu đến từ khách hàng của họ cho nên họ mới cung cấp dịch vụ như thế này. Và những cái công ty đầu tư này họ đều có những khách hàng trẻ tuổi các bạn tôi không có nói là chúng ta đầu tư crypto phải trẻ tuổi hay lớn tuổi ý tôi nói đây là dựa theo những thống kê thì cái số lượng người mà quan tâm nhiều về đầu tư crypto hiện bây giờ là cái số lượng người ở cái tuổi khoảng chừng là 25 tới 45 các bạn đó là cái thống kê hiện tại những ngân hàng này, những công ty đầu tư này họ đều có những cái khách hàng ở cái độ tuổi đó Và những khách hàng đó là những khách hàng mà càng ngày có thể là có nhiều tiền hơn Họ đang ở cái tuổi đi làm và một ngày nào đó những khách hàng lớn tuổi hơn đó họ sẽ về hưu hay là họ sẽ qua đời thì cái số lượng tiền của họ cũng sẽ được giao cho những người mà đang trẻ tuổi hiện tại. Nói tóm lại những người đang trẻ tuổi hiện tại là những người mà sau này sẽ là khách hàng trọng điểm của những công ty đầu tư như thế này. Cho nên đó là lý do đó các bạn chứ không phải là một ngày nào đó tự nhiên CEO BlackRock thức dậy nghĩ đến Bitcoin như là một loại tiền điện tử mà không được quản lý bởi ngân hàng trung ương nó quá tuyệt vời quá phi tập trung không phải đâu <laughs> các bạn thấy tất cả điều gì lợi thích nhưng mà đó là điều hoàn toàn bình thường các bạn dù sao đi nữa cũng cho chúng ta thấy là thị trường này thật sự là có nhu cầu và thuận vẫn có lòng tin là càng ngày sẽ càng lớn mạnh hơn chiếm một phần trong thị trường tài chính mà cực kỳ lớn như thế này và các bạn có biết là ngoại trừ Morgan Stanley thì còn ai nghĩ Bitcoin đã xuất hiện và sẽ không biến mất hay là không? Đó chính là IIS các bạn. IIS là cái cục thuế ở Hoa Kỳ. AI sẽ nói gì? Các bạn thấy là chúng ta đã nhận được một cái lời phát biểu uh, đến từ một quan chức của Sở Thuế Hoa Kỳ. Và đây là lời phát biểu cho cái tạp chí Wall Street Journal. Và cái người quan chức này của Sở Thuế Hoa Kỳ có tên là Thomas Patruso. Thì uh, Thomas đã nói gì với lại The Wall Street Journal? Thì Thomas nói là crypto đã xuất hiện và sẽ tiếp tục tồn tại. Nó sẽ không biến mất và đang trở nên hợp tác hơn crypto ngày càng phức tạp hơn và chúng ta không thể thù địch với công nghệ chúng ta phải chấp nhận đó thì đương nhiên là các bạn sau 14 năm các bạn nhận được những thông tin như Thuận vừa chia sẻ gần đây đó thì các quốc gia các bạn nghĩ sẽ cấm hay là chấp nhận sau 14 năm thì nghĩ là cũng đã rất rõ ràng rồi trên thế giới này hiện bây giờ nếu nói tới cường quốc đó thì ngoại trừ Trung Quốc ra không có một quốc gia nào cấm crypto hết các bạn tất cả những cường quốc đều chấp nhận crypto vì lý do rất đơn giản thôi chúng ta có thể đánh thuế được có thể tạo ra công an việc làm có rất nhiều lít thì tại sao lại phải cấm crypto các bạn và cho dù có cấm đi nữa crypto vẫn tiếp tục tồn tại mà thôi còn về trung quốc thì các bạn có thể biết rồi trung quốc không những là cấm crypto cũng cấm luôn google facebook youtube amazon tất cả thì bị cấm hết thì đương nhiên trung quốc không muốn thích crypto đó cũng là điều mà chúng ta đã hiểu từ lâu và đương nhiên sở thuế sẽ nói là crypto sẽ là một phần của tương lai tại vì họ muốn thu thuế các bạn họ đâu khi nào nói crypto là lừa đảo hay là scam gì hết tại vì nếu họ nói như vậy thì làm sao thu thuế được nếu một cái gì đó mà một quốc gia cho là lừa đảo thì sẽ không thể thu thuế được các bạn cho nên đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu bất cứ một quốc gia nào mà họ muốn ra lực quản lý hay là họ muốn đánh thuế đó thì đều coi như là chấp nhận BTC chứ dù họ không trực tiếp nói họ công nhận BTC nhưng mà theo lý thì họ đã công nhận BTC rồi và nói tới quốc gia đó thì chúng ta có một người phát biểu ngày hôm nay đó chính là hoàng tử Philip của Serbia. Người này đã nói gì? Hoàng tử Philip của Serbia đã nói là các quốc gia nên noi gương El Salvador và giữ trữ một phần BTC trong ngân khố của quốc gia. Đương nhiên sau khi mà có lời phát biểu này đó thì Bitcoin Magazine ở trên Twitter cũng đã hỏi là như vậy thì khi nào thì nước Serbia mới lưu trữ một phần Bitcoin như là nước El Salvador? có thể nhiều người không có nghĩ đến nhưng mà cái thuyết này đã đến được tới hoàng tử Philip của Serbia và đã trả lời trên Twitter là đang thực hành cái việc này. Nhưng mà việc chấp nhận Bitcoin đó thì phải thực sự đến từ người dân. Những quốc gia chấp nhận Bitcoin đó chỉ là cái sự mở đầu mà thôi, người dân phải thực sự chấp nhận BTC. Nhưng mà nước Serbia thì cũng đang tiến về cái xu hướng là muốn lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của họ. Khi mà có trong thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ngoài trừ nước Serbia ra, chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ nước Argentina các bạn Và đây là một trong những người mà đang ra ứng cử chức vụ tổng thống ở Argentina mà thôi Chưa phải là tổng thống hiện tại Đó chính là Javier Gerardo Millet Đây là một trong những ứng cử viên mà đang dẫn đầu trong cái cuộc tranh cử này Thì người này đã nói gì? Người này cũng nói tương tự như là chúng ta vừa nghe từ những cái công ty lớn mới đây Bitcoin đã xuất hiện và không đi đâu hết Và Bitcoin sẽ trở thành một phần của tài chính thế giới và Bitcoin chỉ có giới hạn là 21 triệu Bitcoin mà thôi. Khi mà chúng ta thấy cái diễn biến của lịch sử BTC đó thì mỗi ngày các bạn nghe các bạn đều cảm thấy là không có gì lạ hết tại vì chúng ta đã nghe nước El Salvador dẫn đầu trong phong trào chấp nhận BTC thì những nước sau đó đi theo các bạn cũng cảm thấy là cũng không có gì bất ngờ nhưng mà nếu như mà thuận đưa các bạn trở lại cách đây 4 năm đừng nói tới là quốc gia ủng hộ BTC chúng ta chỉ nói tới những ngân hàng mà thôi ủng hộ BTC thì có thể là nhiều bạn nói là cái đó là một cái suy nghĩ ảo tưởng ngân hàng và thị trường tài chính sẽ không chấp nhận BTC và nhất là chúng ta nói nước quốc gia đây thì nhiều người sẽ nói là những chính phủ sẽ cấm bịt con cấm crypto chứ họ sẽ không chấp nhận đâu, tại vì họ không quản lý được. Nhưng mà sự thật đó thì đang trước mắt các bạn, sự thật không phải là như vậy. Cho nên cái lo chức của chúng ta ngay thời điểm đó nó không có thực sự là đúng sự thật sau này đâu. Cái đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Sự thật là những quốc gia đang chấp nhận BTC và những quốc gia nào, đó là những quốc gia mà có thể không phải là cường quốc hiện tại. Cái mà chúng ta nên nghĩ đến là tại sao mà những quốc gia họ lại muốn chấp nhận BTC? Tại vì có một số bạn nói là tại sao phải chấp nhận BTC khi mà những quốc gia họ có thể đi mua vàng và tự lưu trữ vàng Thì tôi nghĩ là đầu tiên hết thì những quốc gia tôi nghĩ là ít như gì họ cũng đã lưu trữ vàng rồi Đây cũng là một cách để họ đa dạng hóa cái ngân khố của quốc gia của họ Thứ nhì nữa là các bạn nên nhớ là những quốc gia lớn, những cường quốc đó thì họ đã lưu trữ rất nhiều vàng Nếu chúng ta nói như vậy đây, thì những quốc gia nhỏ cái cơ hội của họ không còn nhiều nữa Nhưng mà họ lại nhìn vào BTC là một cái gì đó mới mẻ hơn Có thể đây là một trong những cái yếu tố có thể khiến cho quốc gia của họ trở nên mạnh mẽ hơn sau này về cái phương diện tài chính và thêm vào đó chúng ta đã từng chứng kiến những gì xảy ra khi mà cuộc chiến giữa nga và ukraine bắt đầu thì các bạn đã nhớ lúc đó nước nga đã muốn rút cái số tiền của mình cái số vàng của mình được lưu trữ ở nước anh nhưng mà cuối cùng đều bị đóng băng và không rút được các bạn thì tương tự như vậy một quốc gia họ sẽ không muốn lưu trữ vàng nếu như mà vàng của họ có thể bị đóng băng bởi một quốc gia khác đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ đây tại sao một quốc gia họ lại không có tự giữ Vàng của mình trong quốc gia thì có nhiều yếu tố nữa các bạn, có thể là lo sợ đến bị đánh cắp hay là không có an toàn. Và nói tới quốc gia đó thì các bạn đã nhớ là Nayib Berkeley tổng thống của El Salvador, đã chia sẻ cái thuyết ngày 16 tháng 11 nói là bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 của năm 2022. Mỗi ngày, El Salvador sẽ mua một BTC. Thì nếu như tính tới ngày hôm nay đó, có thể là họ đã mua được tổng cộng là 51 BTC rồi. Nhưng mà các bạn thấy được là bên dưới này, Jason Sinh cũng muốn ăn theo làm điều tương tự. <laughs> Điều mà Thuận muốn chia sẻ đây với các bạn là khi chúng ta nói tới El Salvador có rất là nhiều người họ không có thích El Salvador chấp nhận BTC. Các bạn có nhớ là mới đầu khi mà tin tức liên quan tới El Salvador chấp nhận BTC là tiền tệ hợp pháp thì có rất nhiều những bài viết và có rất nhiều những cái áp lực đến từ IMF, có nghĩa là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và họ nói là El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp à, sẽ dẫn đến là El Salvador coi như là tiêu luôn kinh tế của Salvador sẽ không phát triển được, sẽ ảnh hưởng đến toàn khu vực, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô các kiểu. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là sau khi mà El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp một thời gian rồi, thì bây giờ hầu như đã không có nghe ai nói những câu đó nữa. Mà thay vào đó họ nói là thấy chưa? El Salvador chấp nhận Bitcoin cuối cùng có đâu có kết quả gì đâu. Các bạn thấy được là những gì mà chúng ta nghe nói trước đó đó đều là những cái tin đồn hay điều là những cái thông tin hù dọa để cho mọi người không thích điều sao và được chấp nhận Bitcoin nhưng mà sự thật không phải là như vậy và nhiều người thích chỉ ra được là nhà Jim Berkeley đã mua những cái Bitcoin ở mức giá cao giống như ba mấy bốn mấy thì thực sự là như vậy các bạn có thể là họ trung bình giá mức giá của họ bây giờ đã thấp hơn rất nhiều rồi nhưng mà có thể giá trung bình của họ vẫn cao hơn giá hiện tại và nhiều người nói là thấy chưa họ mua Bitcoin họ lỗ mấy chục triệu đô la hay gì đó nhưng mà cái mà chúng ta không có nghĩ đến là ngoại trừ là giá BTC lên xuống thì một quốc gia chấp nhận Bitcoin còn có nhiều lý do khác lắm các bạn các bạn có nghĩ đi trước khi mà el salvador chấp nhận bitcoin các bạn có biết el salvador nữa gì hay không hầu như trên thế giới bây giờ ai cũng nghe nói tới el salvador rồi và các bạn xem những thông tin liên quan tới cái ngành du lịch tại vì bitcoin bây giờ trở thành một tiền tệ hợp pháp của salvador thu hút được nhiều người yêu thích btc đến el salvador họ sống ở đó họ có trụ sở ở đó họ đi làm ở đó họ mở công ty ở đó họ cung cấp công an việc làm quốc gia của họ lại có thể được thêm còn việc làm, có thể thu được thuế, vân vân. Các bạn thấy được là có nhiều cái mặt khác mà họ có lợi chứ không chỉ riêng là giá BTC lên xuống. Còn về việc là giá BDC lên thì các bạn đã biết quan điểm của Thuận rồi. Dài hạn, Thuận vẫn có lòng tin là BTC giá cả sẽ tăng theo thời gian. Và nói từ Salvador thì cũng tương tự luôn liên quan tới Michael Strategy. Các bạn à, cũng đã biết là rất nhiều người thích chọc quay Michael Saylor tại vì mua BTC ở mức giá cao và hiện bây giờ Cái mức giá trung bình vẫn cao hơn mức giá hiện tại Và nhiều người cho đây là một cái lỗi lầm rất lớn của Michael Saylor và Michael Strategy Nhưng mà cũng tương tự như là El Salvador Trước khi mà Michael Strategy thu mua BTC, các bạn có biết công ty này hay là không? Hầu như bây giờ đó, ai cũng nói đến Và chúng ta nếu chỉ nhìn vào cái lời lỗ liên quan tới BTC đó thì đó là một cách nhìn uh, rất là nhỏ các bạn chúng ta cần phải suy nghĩ xa hơn nữa và Michael Saylor cũng đã nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu của Michael Strategy từ lúc thu mua BTC hồi tháng 8 năm 2020 cho đến bây giờ thì như thế nào? Các bạn thấy được là từ tháng 8 năm 2020 đến bây giờ đó thì cổ phiếu của Michael Strategy vẫn tăng 30%. Cái phần trăm tăng trưởng này chỉ thua BTC là từ tháng 8 năm 2020 đến thời điểm ngày hôm nay thì tăng 41%. Nhưng mà chúng ta nhìn vào S&P 500 đó thì cùng thời điểm đó chỉ tăng 16% mà thôi. Chỉ số Nasdaq thì giảm 4% cùng thời điểm. Vàng thì giảm 9% cùng thời điểm, bạc thì giảm 17% cùng thời điểm và trái phiếu cũng như vậy giảm 17% cùng thời điểm. Còn chúng ta so sánh cổ phiếu của công ty Microsoft với những cái cổ phiếu công nghệ khác thì như thế nào? Các bạn thấy được là cùng thời gian đó thì Google chỉ tăng có 18% mà thôi, Apple tăng 15%. Microsoft tăng 8%, còn 3 công ty còn lại thì rất tơi tả các bạn. Netflix giảm 35%, Amazon giảm 45% và Meta nghĩa là Facebook giảm 51% các bạn. Khi mà chúng ta nhìn như thế này thì đương nhiên có giá trị so với lại các cổ đông. Và để các bạn hiểu hơn đó thì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của cổ phiếu MicroStrategy trong thời gian 5 năm qua đi thì các bạn Trước hết là sẽ không biết công ty này đâu trước khi mà chúng ta nghe thông tin là họ thu mua BTC vào tháng 8 của năm 2020 Đó chính là khoảng chừng là cái thời điểm này để mình zoom vào Các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là cái thời điểm khoảng cái mức này Các bạn thấy được là trước đó thì giá cổ phiếu của MicroStrategy hầu như là không có cái thay đổi nhiều Ở mức rất là thấp nhưng mà ngay sau đó thì sao? Ngay sau đó thì chúng ta thấy được là sau tháng 8 nó có thông tin thu mua BTC Thì các bạn thấy là cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng lên 9 lần 9 lần trong thời gian chỉ có 4 tháng mà thôi các bạn thì trong thời gian này đây là cái lúc mà tạo ra rất là nhiều giá trị cho cổ đông của Michael Strategy đó cũng là lý do tại sao mà tôi nghĩ là họ chấp nhận cho Michael Saylor thử nghiệm cái chiến lược này và cuối cùng họ cũng đã rất thành công và đây là lý do tại sao mà cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là khi so sánh cái cổ phiếu của Michael Strategy với lại những cái thần vừa chia sẻ đó thì nó vẫn tốt hơn chỉ thua BTC mà thôi thì đây là lý do tại sao mà cổ đông của Michael Strachey vẫn tiếp tục ủng hộ Michael Saylor chứ họ đâu có ngu đâu các bạn họ đâu có tiền dư đâu mà đưa cho Michael Saylor đi mua tùm lum như vậy tại vì thật sự là Michael Saylor có chiến lược riêng dẫn đến là tạo ra giá trị cho cổ đông của MicroStrategy đó điều tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn chúng ta nên suy nghĩ đa chiều chúng ta đừng có nên suy nghĩ quá đơn giản Michael Saylor là tỷ phú thì đương nhiên sẽ không đơn giản như các bạn nghĩ đâu Let's go. Yeah. Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got